Vision em xin chia sẻ với bà con về kỹ thuật trồng cái cây rau rau cải mèo Hà Giang. Cải mèo Hà Giang nó có cái đặc điểm là cây nó rất là to, ăn rất ngon và bổ dưỡng. Và là giống bản địa đặc trưng của Hà Giang. Và cái cải mèo Hà Giang này nó chịu được cả nhiệt, chịu được cả lạnh. Cho nên là nó có thể trồng được quanh năm. Cải mèo Hà Giang có thể trồng được quanh năm các bác nhé. Một gói này là 10 gram, giá là 24.000 một gói. Một gói 10 gram giá 24.000 một gói. Số điện thoại đặt hàng là 086 515 3185. Về kỹ thuật ươm hạt giống. Khi mua gói về thì các bác ngâm vào trong nước ấm 2 sôi 3 lạnh, 2 phần nước sôi 3 phần là nước lạnh. Các bác ngâm khoảng 10 phút, ngâm khoảng 10 phút các bác nhé. Ngâm 2 sôi 3 lạnh khoảng 10 phút. Sau đó vớt ra một cái vải ẩm. Vớt ra một cái vải ẩm và ủ trong một cái túi vải ẩm khoảng từ sáng đến chiều. Ủ khoảng 5 đến 6 tiếng các bác nhé. Ngâm nước ấm và ủ vào vải ẩm, mục đích của nó để kích thích nảy mầm và nó làm cho hạt nó nảy mầm đều hơn. Vãi thẳng ra vườn thì nó cũng lên nhưng tỷ lệ lên nó sẽ kém hơn rất là nhiều. Ủ trong khoảng cái vải nó hơi ẩm một chút thôi, ủ khoảng 6 tiếng. Sau đó các bác gieo. Gieo thì có hai phương pháp, một là các bác gieo gieo sạ. Gieo sạ và chờ chờ cho cây lớn và thu hoạch luôn theo luống. Và phương pháp thứ hai là gieo một chỗ, sau đó là khi đợi cây nó lớn lên thì các bác đánh và cấy từng cây, đánh cấy từng cây theo từng hàng. Phương pháp thứ hai thì sẽ tốn công hơn nhưng cái cây nó sẽ to hơn và lượng thu hoạch nó được nhiều hơn và có thể tỉa theo lá. Và để cho cây nó đạt năng suất cao nhất thì cái phân bón cũng rất là quan trọng. Các bác lên bón lót một ít lân. Bón lót một ít lân. Và khi cây đang đang trong quá trình sinh trưởng thì các bác bón phân đạm, phân chuồng cho nó. Và có thể dùng những cái phân hữu cơ như kiểu là chuồn quế. Thì cây nó lớn rất là nhanh các bác nhé. Thời gian thu hoạch thì cái cây cải mèo này khoảng tầm 35 ngày thì bắt đầu thu hoạch được. Có thể thu hoạch một lần hoặc thu theo kiểu tỉa từng lá một. Vì cây này nó rất là to các bạn. Một gói 10 gram giá 24.000 một gói, số điện thoại đặt hàng là 086 515 3185.